Hi, xin chào mọi người nha. Chào mọi người lại đến với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay là mình đã kiếm được con game mới. Con game này mới ra khoảng 3 ngày thôi. Thì tên con game là Dilati Wario. Một con game này là thuộc Villa Game chủ quản nha. Ai, để mình vào coi là có chuyện gì xảy ra trong cái con game này. Chứ mình thấy cái con game này dung lượng khá là cao, mình phải nói cao thật luôn. Riêng cái phiên bản tải không đã hết một ghi mấy rồi, một ghi ba hai ghi rưỡi gì đó, rồi cộng thêm download nữa, download rồi xong thêm bản mở rộng nữa, bản mở rộng rồi thêm tài test net nữa thì mình cũng ướm ướm thôi, nó rơi vào khoảng 2 ghi. Mà ở đây á, mình thấy là không biết rằng cái con game này nó có tình trạng ổn thỏa hay không, chứ mình thấy nó nặng vậy chắc sợ giống như Liên Quân thì mệt. Cũng tiến hành vào game rồi. Quân Hoàng Cân sắp đến. Hoàng Cân là tướng mà ta. Rồi, bọn ta là lính quen ở đâu rảnh để ý điện dân như các ngươi. Cứu, cứu mạng. Hai ông nào đấy? À, Quát Vũ với Trương Phi. Hình tượng cũng đẹp đấy. Đây là Triệu Tử Long này. Làng chúng tôi đã bị quân Hoàng Cân hay giao cho bọn ta. Ủa, Lưu Bị hả? Sao nhìn đồ giống Trương Phi vậy? Nhìn đồ giống Triệu Tử Long ghê. Nhưng mà hóa ra lại là Lưu Bị. Rồi, ok. Hiểu. À, có phần di chuyển luôn này. Rồi, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. Rồi, này này đánh hả? Ok. Cái này đánh hết bản đồ ta. Sao nó ngáo thế để mình đánh hết vậy? Ôi, về đồ họa game thì mình đánh giá nhẹ nhẹ thôi, con game này đẹp nha. Ủa, nó có một kiểu đánh vậy thôi hả? Rồi, ok. Rồi. Hiểu, hóa ra là đánh lên 4 cái xong là nó cho năng lượng xong là mình ra tuyệt chiêu. Game này game 3D luôn nha. Xoay 360 độ được. Nhưng có điều là tướng hơi phế, Quan Vũ rồi. Còn Trương Phi đâu? Trương Phi thì phải đô con hơn chút xíu nữa thì nó mới đẹp được. Đồ một mình đi đánh quân địch. Úi giời ơi. Nhấp theo thứ tự phím đánh nhẹ và chậm kích có thể di chuyển tấn công tụ lực 2 lần. À, nhấn 2 lần hả? Công nhận là chơi bằng cái điện thoại nó không cảm giác phê mọi người ạ. Cái này chắc mình sẽ review sơ sơ cái này thôi, rồi mình sẽ đưa qua lên máy tính chơi cho nó hoành tráng. Tại vì sao? Là cái máy tính thì nó sẽ đẹp hơn, ra kỹ năng ok hơn. Chứ còn cái này mình muốn khai thác hết công suất về cái đồ họa cộng thêm kỹ năng của cái con game này luôn. Chứ mình thấy cái này là hơi yếu á. Xếp hàng đi à. Hai lần phím đánh nhẹ. Rồi ok thử. Một ha. Rồi. Cái này có tính ra là kỹ năng là nó các bạn phải học rừng thuộc nó nha. Hai lần phím này cộng một lần phím kia là ra một kỹ năng khác. 1 2 3. Rồi. Hóa ra do các bạn muốn sử dụng chiêu như thế nào thôi. Rồi, ok. Nhưng mà cái con game này là mắc mớ gì sao mà nó ấy ta? Sao mà nó nặng dữ ta? Cái này nếu mà chơi bằng mobile thì được, chứ còn nếu mà chơi bằng vi tính thì hơi căng, mình thấy hơi căng thật. Rồi, ra kỹ năng. Nhấp vào
Rồi 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 rồi, bay lên. Ồ. Thắng, 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 thắng rồi nha, thắng ba tay. À, sau khi gọi là xong rồi mình thấy phát hiện là màn hình đen thui. Thì liệu rằng không biết màn hình nó đen thui như thế này rồi còn cái gì nữa hay không? Chứ điện thoại RAM mình hiện tại đang là 4 GB nha, mà chơi cái kiểu này hơi căng. Hồi nè. Trong trận chạy đối phương đối phải phương tướng có mũi tên đỏ để xuất chiến. Ok. À mũi tên đỏ hả? Ê, nó cũng có ghi cho bản đồ này. Lưu bị. Rồi. Bây giờ mình lấy quân vú đi mình đánh hả ta? Không biết cái gì đây. Ok, chơi góc nhìn 3D luôn. Ui giời ơi. Quan ví hoàn tráng luôn. Đủ 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 tấn công tụ lực 3 1 2 3 à tấn công một góc 1 2 3 ô đủ chết nhiều thế xếp hàng đi bay. Đấy. Rồi. Chấm một đường thôi à. À đánh một góc, đánh một cái là đánh một góc. Ok, hiểu rồi. Ủa vậy con game này có tác dụng gì ta? Cái này gọi là nhập vai hóa tướng ấy hả? Ủa sao kỳ vậy? Gió mạnh quá mọi người ạ. À. Gió mạnh cho lên thành ra là. Úi trời. Úi trời. Ở đây còn cuốn nữa này. À phải đánh hết đám lâu la này mới được. Nó nhắn t... nó nói mà mình không nghe được cái gì luôn. Đủ kill kỹ năng áp hết. Rồi, mình sẽ đi kiếm ngay đám quân lớn lớn chút xíu rồi. 1, 2, 3. Đá nó hơi bị chèo quá nhỉ. Rồi, ok. Tính là có 2 kill vậy thôi ta. À. Ủa tính ra mình đánh là không mất máu luôn vậy thôi mình gom đông đông chút xíu đi. Gom hai đám chắc ổn. Ôi trời. Đủ. Tính ra là game này cũng hơi chán nhờ, chỉ có đánh đi đánh lại thôi chứ không có gì nhiều. Đủ nếu mà các bạn cũng ngồi đánh đánh thì cũng được. Lưu Bị thì không thèm đánh luôn. Ai Lưu Bị mày đứng sát nó làm gì vậy? Tấn công đi thằng kia lùi kìa. Rồi. Mình giờ mình ngán rồi, mình không thèm đánh ngay nữa. Ui, trọng lương. Đánh với tướng trọng lương à. Lính đông ghê luôn. À đủ. Ô có kỹ năng vô xong à. Ma cũng phê thật chứ. À sắp chết rồi, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Đang chết địch. Đu 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 đu. Lưu Huyền Đức Quan Vân Trường chạm xét. Đu. Đu.
Ê, rồi leo lên thang được không ta? Đám lâu la này. Ô, leo thang được này. Mà leo thang là không phải do mình di chuyển mà là do lấy máy nó di chuyển. Ủa mà nhớ mình leo trước ngoài sao thằng Lưu Bị nó leo lên trên ta? Hết chừng dậy quá ta, cố hết sức mới được kịp. Đủ, tiếp theo là Trương Dực Đức ta chỗ tài. Ok. Đủ. Đủ, càng 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 càng. Về được sự châu bò của Trương Phi thì khỏi nói rồi, mà các bạn coi phim thì các bạn cũng có thể thấy là Trương Phi là người khỏe, mà khỏe như trâu như bò. À, đánh một phát một ghê thật. Đủ. À, đánh phải đánh diện rộng luôn mới ghê chứ. Cái game này là có khuyết điểm điểm yếu nha, là khi mà mình đánh như vậy á là nó sẽ không tự động có dí theo mục tiêu, một mục tiêu cố định nó đánh. Cộng với lại là cái hệ thống AI của cái con game này á là không tự động, mình nói thẳng luôn là không tự động gọi là dí theo đánh phản kháng lại nha. Đây này, mình đứng im này đó, thấy không, những con nến lâu la nó không thèm đánh mình luôn. Tính ra thì cũng hơi chán, nếu mà lấy vậy thì hơi chán. Đánh cái này lên trọng kích, lên niên chạm các kiểu thì cũng bình thường. Đu 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 Trương bản. Rồi 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 Trương Phi quay vòng 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 chết hàng trăm kẻ địch. Đu đánh được lửa máu rồi, nó chết luôn. Rồi có gì nhấp nháy à, ồ thêm chân giác, càng càng càng. Nói chung là về đồ họa thì cũng đẹp thật. Rồi mình cũng đã hiểu lý do, 1 2 3 4 có nghĩa là ở dưới cái dòng phía dưới này này, đó chính là kỹ năng của chúng ta này, thì chúng ta nhấn một cái đúng không, một cái nhưng mà phải nhấn nhanh thì nó sẽ ra đây. Nếu mà kỹ năng không thì đây nè, tức là kết hợp hai phím đi kèm với kỹ năng, là nếu mà chúng ta đánh cái này không có ra kêu này, đánh một cái này, đánh một cái này cộng thêm một cái kêu nữa thì nó ra kêu khác. Mình làm chậm quá đó. Còn nếu mà hai cái đó là nó lại ra kêu xoay vòng 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 vòng, thì tính ra game này cũng dễ. Này game này chỉ thấy là gọi là giết thời gian là ổn thôi, chứ còn làm cái này cũng hơi căng. 1 2 3 4, 1 2 3 4 đó. Nhưng mà cái kêu thì kêu số 3 thì ổn hơn, bu đông đông lên bay, 1 2 3 đó, quay vòng 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 chết cả đám luôn. Giữa hàng trăm kẻ địch, 1 2 3 đó, muốn làm chết cả đống vậy, chết như gà rạ vậy. Đủ. À, đám lâu la này mình thấy mệt quá, mình đi đánh luôn cái con boss luôn. Ồ, có thằng Triệu Hoàng gì vậy? Triệu Hoàng cũng là bờ tướng hả? Và tính ra cái con game này nó bên Villa Game đưa ra để tác dụng gì ta? Mình thấy là tướng không đánh. Thật sự là tướng không đánh luôn. Ồ, đây là Trương Phi mới ra chiều đây. Yeah, lốc xoáy. Yeah, chết như ngả rạ luôn. Rồi, 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 vô.
Ôi trời. Cái này giống như bọn lính là hiến máu nhân đạo. Ồ, bây giờ tới lượt nói chuyện Trương Giác. Ừ, Trương Giác bán cơm chưa mày? Giờ chưa rồi nha. Trời săn đã tận. Ồ. Vậy là game đưa ra cái con game này mình thấy thiết kế nó đồ họa thì ổn, hình tượng nhân vật thì cũng ok, thấy về kỹ năng của nhân viên của bên Villa Game thì ổn hơn rồi đấy. Nhưng mà mình lại phát hiện ra một điều á. Mình thật sự là mình phát hiện ra một điều, nếu mà các bạn mà làm chơi cái con game này các bạn thấy cảm thấy chán nản thôi chứ không hơn không kém gì đâu. Ất đủ khi bị đánh ngá nhấp ngay phím né tránh để dậy nhanh. Gì đây, không cần sợ phép thuật kiểu này, nhất định có cơ quan. Rồi qua cái phần quay 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 cho nó ấy đi đó. Cơ quan hả, cơ quan hả, cơ quan mấy cái lư này đúng không? Ok, đi đánh mấy cái lư. Rồi hai cái rồi. Ô mà công nhận đến nhiều thật. Rồi ba cái, bốn gấp bốn cái thôi chứ nhiều. Này thì cơ quan này. Rồi vô vô đánh cho tăng lên vô xong đi. Rồi lại tiếp tục quay. Công nhận kỹ năng vô xong đánh nó mất một cái máu luôn. Ồ căng cái thằng kia đâu ta? Thằng ông nội mày đâu? Gì đây? Tinh thần hăng hái, nhiệt huyết sục sôi, ba huynh đệ chúng ta cùng đồng tâm hiệp kích, kỹ năng hợp kích đại phá quân địch. Đủ. Đủ. Ồ. Đúng là kỹ năng hợp kích có khác. Đúng là đồ họa thì đẹp, kỹ năng đồ họa kỹ năng thì đẹp đấy. Nhưng mà có cảm giác thì nó sao sao á, nếu mà đánh nãy giờ không thì thấy chán và cố. Mình cũng không hiểu là đây là thể loại nhập vai hay thể loại gì nữa. Cái kiểu này nếu mà đúng lý thì đưa vào những cái con nó mà đưa lên cho cái tính năng gọi tính năng tự động auto á thì thấy có vẻ nó còn nhàm chán hơn nữa. Chứ không phải là điều khiển tay. Nói chung là biểu sắc thấy ổn, mình không biết rằng do Việt Nam sản xuất hay là do ấy nữa, hay là do nước ngoài sản xuất đây. Nhưng mà cái tình trạng mà cứ bắp thế này mình nghi ngờ á là đây là do Villa Game sản xuất quá. Nhưng mà cái vấn đề là nếu mà làm cái kiểu này thì dung lượng nó quá là cao, nhưng mà cũng các bạn cũng có thể thấy nè, cái hình tượng 3D này hợp lý. Chính vì hình tượng 3D cho nên là thành ra là dung lượng nó cao. Cộng thấy các bạn cũng có thể coi là một số chi tiết này trên quần áo các kiểu á thì Valor Game cũng lấy một phần là do cái game Võ Lâm Truyền Kỳ cũng đưa vô một phần đi. Và những game khác thì bây giờ Villa Game cũng có kinh nghiệm hơn rồi. Thì thành ra là mình cũng không thể nào nói đánh giá cho chính xác được cái con game được. Nếu như mà game này là Villa Game nhập nhập về thì mình sẽ đánh giá như thế này này. Mình nói thẳng luôn là một con game cùi bắp. Tại vì sao? Lối chơi không có, không hề có cái gì gọi là nổi bật, chỉ có cầm cái con tướng với cái đồ họa như thế, với dung lượng là 1-2 GB như thế mà lại đi đánh. Chỉ những thao tác cơ bản, kỹ năng cơ bản như vậy thì mình sẽ nói là cùi bắp. Thật sự. Thôi mình sẽ tiến hành gọi là đi đặt tên này. Mẹo game V. Mẹo game Vlog. Ok. Rồi.
Ủa đến game này cũng không cho đánh chữ tiếng Việt luôn rồi. À đủ, vậy là bị chữ vlog rồi. Rồi. Còn tiếp theo á, nếu mà cái con game này thật sự là con game của bên Villa Game đang phát triển và phát hành ra á, thì mình cũng không có nói gì nhiều, mình chỉ nói này. Nếu mà Việt Nam đặt với cái trình độ gọi là tạo ra được những cái đoạn video như thế này sau cái game gọi là Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile á, là lấy hình tượng của Trấn Thành luôn, lấy thẳng hình tượng của Trấn Thành làm phiên bản 3D rồi xong bắt đầu làm video game nó như thế này thì mình thấy khá là ổn. Về hình tượng chuyển động nhân vật gọi là chưa thật sự là có hồn cho lắm, nhưng đối với một công ty game, mình phải gọi là một công ty về game, nhưng mà ở đây là chuyên về phân phối game, với cái dàn đội ngũ thì như ngày xưa thì mình làm trong Villa Game thì mình biết trong tòa nhà 182 184 Lê Đại Hành, Lê Minh Tân á, hay còn gọi là Bảo Gia á, thì bà mình nói thẳng một câu thế này nè, thì phải nói là đội ngũ nhân viên đó cực kỳ đông, nhiều khi đi giao đồ ăn trưa không cho bằng xe tải á, tại vì mấy ngàn nhân viên chứ đâu có nhiều đâu. Thì ở đây nếu mà làm như vậy thì mình phải nói là cứ từ từ phát triển thôi, thấy khá là ổn. Còn nếu như mà phát triển được tầng này rồi thì mình hy vọng là sau này á, Villa Game nó sẽ đưa ra những con game gọi là đồ họa như thế này đi, nhưng mà được cái là nó cao hơn, nhưng mà phải lại giảm dung lượng xuống nha. Nếu như làm cho một cái phiên bản gọi là mobile thì một con game 2-3 GB được quá là cao, thật sự quá là cao, cao lắm luôn á, thật sự quá là cao. Mình phải nói là game nào game 2 GB thì cao thật. Ngày xưa thì mình chơi những con game chỉ có 1-2 trăm mê, còn bây giờ nếu mà lên là lên 5-700 mê thì khá là ổn. Cộng tiếp theo nữa thì các đồ họa 2D 3D càng ngày càng rõ nét hơn, thì chúng ta cũng có thể là gọi là giảm nén lại cũng được, nhưng mà giảm nén thì tùy theo cấu trúc, thậm chí là nhiều cái là mình cũng không thấy sử dụng luôn. Như ở đây là mình thấy là có làm một số cái nhiệm vụ, nhưng mà nhiệm vụ thì thấy nó quỷ bác quá, và cũng không hề có chức năng gọi là auto tự đánh, nên cho nó gọi là đánh tay, chức năng đánh tay đi. Nói chung là mình review sơ sơ về con game này thôi, thì mọi người coi nếu mà thấy thích video của mình thì nhớ đăng ký kênh, like, share video mình, ủng hộ mình nha mọi người nha. Thôi bye bye mọi người, là bye bye.